Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 9, 2020. Tính với bản tin hoạt thịnh đốn gồm có bài nhận định về vaccine COVID do Nga và Trung Cộng sản xuất, bài sưu tầm câu chuyện chiếc cầu, bản tin phân tích về thời sự Hoa Kỳ và thế giới. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bài nhận định thời sự thế giới về sự nguy hại của vaccine do Nam Anh thực hiện. vắc xin COVID-19 của Nga và Trung Quốc đều có cùng nguy cơ tiềm ẩn. Theo Reuters, một số nhà khoa học cho biết các loại vắc xin COVID-19 vừa được phát triển ở Nga và Trung Quốc đều ẩn chứa một hạn chế chung bởi vì chúng được sản xuất dựa trên một loại virus cảm lạnh thông thường mà nhiều người đã có kháng thể nên hiệu quả sẽ hạn chế, theo Reuters. Vắc-xin của Consino Biologic Trung Quốc đã được phê chuẩn để sử dụng trong quân đội Trung Quốc là một dạng sửa đổi của Adenovirus Type 5, còn gọi là AD5. Theo Wall Street Journal, công ty Trung Quốc này đang đàm phán để được phê duyệt gấp ở một số quốc gia trước khi mà họ hoàn thành các thử nghiệm trên quy mô lớn. Trong khi loại vaccine được phát triển bởi Viện gamma lơ da ở Moscow dựa trên AD5 là một loại anovirus ít phổ biến hơn. Mặc dù mới được thử nghiệm ở mức độ hạn chế nhưng đã được phê duyệt ở Nga vào đầu tháng 8. Anna Dubin, một nhà nghiên cứu vắc xin tại Đại học Johns Hopkins cho biết, AD5 làm tôi lo ngại vì rất nhiều người đã có khả năng miễn dịch Tôi không chắc chắn chiến lược của họ là gì, có lẽ nó không đạt được hiệu quả 70%, hiệu quả có lẽ chỉ khoảng 40%. Cả hai nhà phát triển trên của Trung Quốc và Nga đều có nhiều năm kinh nghiệm và đã từng phê duyệt vắc loại Ebola dựa trên AD5. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm vắc xin dựa trên AD5 cho các bệnh nhiễm trùng trong nhiều thập kỷ nhưng không có loại nào được sử dụng rộng rãi. Họ sử dụng virus vô hoạt ad5 làm yếu tố trung gian để chuyển gen kháng nguyên vào tế bào người, từ đó thúc đẩy phản ứng miễn dịch để chống lại virus thật. Nhưng nhiều người đã có sẵn kháng thể chống lại ad5. Điều này có thể khiến hệ thống miễn dịch tấn công yếu tố trung gian thay vì phản ứng với COVID-19 khiến cho các loại vắc xin này kém hiệu quả hơn. Một số nhà nghiên cứu đã chọn các adenovirus thay thế hoặc các cơ chế khác. Đại học Oxford và AstraZeneca đã phát triển vắc xin COVID-19 dựa trên một loạt virus adenovirus ở tinh tinh để mà tránh được vấn đề AD5. Còn các nhà sản xuất Johnson Johnson sử dụng AD26, một chủng tương đối hiếm. Tiến sĩ Zhu Jing từ Đại học McMaster của Canada, người đã từng làm việc với Consino về vaccine dựa trên AD5, đầu tiên cho bệnh lao vào năm 2011. Nhóm của ông đang phát triển vaccine AD5 COVID-19 dạng hít vì cho rằng nó có thể tránh được các vấn đề miễn dịch có sẵn trong cơ thể. Ông nói, loại vaccine của Oxford có lợi thế hơn hẳn so với vaccine Casino dạng tiêm. Tiến sĩ Zin cũng lo lắng rằng liều lượng cao của vector AD5 trong vaccine Casino có thể gây sốt, làm dấy lên sự hoài nghi về tính hiệu quả. Tiến sĩ Heidegger, -er, nhà sáng lập, và giám đốc của trung tâm vắc xin Viện Vista ở Philadelphia cho biết, tôi nghĩ rằng chúng sẽ tạo khả năng miễn dịch tốt ở những người không có kháng thể với vắc xin, nhưng rất nhiều người đã có kháng thể rồi. Ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, khoảng 40% số người có lực kháng thể cao do tiếp xúc với AD5 trước đó. Ở châu Phi, con số này có thể lên tới 80%. Các chuyên gia cho biết, với nhóm người này, vắc xin sẽ khó có tác dụng và dễ bị sốt khi tiêm. Rủi ro HIV Một số nhà khoa học cũng lo ngại vắc xin dựa trên AD5 có thể làm tăng khả năng lây nhiễm HIV. Trong một thử nghiệm năm 2004 về vắc xin HIV dựa trên AD5 của hãng Merck Co, những người có miễn dịch từ trước đã trở nên nhạy cảm hơn với virus HIV. Các nhà nghiên cứu, bao gồm cả chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ, tiến sĩ Anthony Fauci, trong một bài báo năm 2015, đã cho biết tác dụng phụ của vaccine này là giống với vaccine HIV. Nhưng họ cảnh báo rằng tỷ lệ nhiễm HIV nên được theo dõi trong và sau khi thử nghiệm cả các loại vaccine dựa trên AD5 ở những quần thể có nguy cơ cao. Tôi khá lo lắng về việc sử dụng những loại vaccine này ở bất kỳ quốc gia nào hoặc bất kỳ dân tộc nào có nguy cơ lây nhiễm HIV lớn. Và tôi cho rằng đất nước của chúng ta là một trong số đó. Tiến sĩ Larry Corey, đồng lãnh đạo mạng lưới vaccine COVID-19 của Mỹ cho biết, ông Corey cũng từng là nhà nghiên cứu chính trong thử nghiệm Merck. Nhiều chuyên gia đã bày tỏ sự hoài nghi về vắc của Nga sau khi mà chính phủ nước này tuyên bố ý định cung cấp vắc cho các nhóm nguy cơ cao vào tháng 10 mà chưa có dữ liệu từ các thử nghiệm quan trọng. Tiến sĩ Dan Baruf, nhà nghiên cứu vắc của Đại học Harvard, người đang điều chế vắc xin COVID-19 của hãng Johnson Johnson cho biết việc chứng minh tính an toàn và hiệu quả của vaccine là rất quan trọng ông lưu ý thông thường các thử nghiệm quy mô lớn không cho kết quả như mong đợi hoặc cần thiết